Đôi điều về trang phục truyền thống của người phụ nữ Mường. Sưu tầm, dung âm, hiệu chỉnh và giọng đọc trai xứ Mường. Khi nói đến đặc trưng văn hóa của một dân tộc, người ta thường nói đến trước tiên là trang phục. Đại diện cho quốc phục Việt Nam là chiếc áo dài của người phụ nữ. Các sắc dân thiểu số tại Việt Nam, trang phục truyền thống cũng khác nhau. Riêng cộng đồng người Mường ở các vùng miền cũng có đôi chút khác biệt. Trang phục của người Mường Hòa Bình khác trang phục của người Mường Thanh Hóa. Cá biệt, người Mường ở tỉnh Phú Thọ có vùng mặc khác hẳn. Khi dân Mường thoát ra khỏi từ hang động mái đá để hình thành xã hội Mường, chưa thấy có tài liệu nào nói về xuất xứ trang phục của người Mường. Áng mo trong sử thi Đẻ Đất Đẻ Nước có nói: dạ dịt là người chăn tằm, dạ mầm là người chăn cơm chăn lúa, rồi dạ thiên mư có vườn dâu, có quần áo lụa là vô kể, rồi lấy hoa văn trên con mõ đìn vìn đượm vượng để làm mẫu dệt cạp váy. Trong lĩnh vực nghệ thuật, người Mường không thấy có các tác phẩm cổ xưa để lại, không có tượng nhà mồ như người Tây Nguyên, không có tháp cổ như người Chàm, không có tranh thờ như người Dao. Cả cộng đồng chỉ có các mảng màu nhỏ đan ghép ở hai đầu gối tượng, ở hai đầu gối con để gối đầu và cạp váy của người phụ nữ Mường. Ta hãy xem xét trang phục của người phụ nữ Mường ở Hòa Bình, bao gồm bít tróc là khăn quấn đầu, yếm, áo bắn, áo trùng mặc vào các ngày lễ hội, tênh là dải khăn quấn lưng và váy. Váy gồm có 4 phần. Cạp váy bao gồm có rang trên và rang dưới liên kết với nhau, cao váy, váy và chân váy. Tất cả các phần trên hợp lại thành một bộ. Khi đưa vào sử dụng, nó có công năng khác nhau. Riêng cạp váy là phần quan trọng nhất. Ngoài nghệ thuật thẩm mỹ, nó còn mang một thông điệp lịch sử. Trước năm 1930, tiến sĩ khảo cổ học người Pháp, bà Madeleine Colani đã từng phát hiện ra sự liên quan giữa những hoa văn họa tiết trên cặp váy của người phụ nữ Mường với những hoa văn họa tiết trên trống đồng Đông Sơn. Từ đó ta có thể khẳng định lại cội nguồn dân tộc. Cặp váy có hai phần, rang trên và rang dưới, được kết cấu liền mạch. Nhưng các họa tiết lại có mô típ khác nhau. Theo cuốn Văn hóa dân tộc Mường thống kê chưa đầy đủ, rang trên có đến 15 loại hình, rang dưới có đến 47 loại hình, 6 loại cao, có giá trị thẩm mỹ đặc sắc. Ngày nay, phong tục tập quán của cộng đồng người Mường đang trên đà thay đổi và đồng hóa. Ăn mặc, nhà ở, tiếng nói, lối sống và cả nếp nghĩ, ước chừng chỉ còn khoảng 30%, nhất là cộng đồng người Mường xa quê. Trang phục của người phụ nữ Mường là văn hóa vật thể của cả một dân tộc. Nay đã biến dạng, áo bắn trước kia không có quy, nay lại được cài quy, che lấp hẳn phần cặp váy truyền thống. Các bà, các cô lớn tuổi thích để tóc xõa hơn là bít tróc. Các nhà thiết kế, tạo mẫu đang tìm những mẫu thời trang modern mới. Các cô gái ngày nay không còn thích quấn khăn trên đầu. Theo tiến trình lịch sử, trang phục của người phụ nữ Mường đang dần thay đổi. Nhiều giá trị văn hóa, họa tiết cũng theo đó mà mất đi. Thank you.